Al-Qaeda, tin từ Cairo, lực lượng an ninh Ai Cập đã phá vỡ âm mưu đánh bom và bắt giữ một nhóm dân quân Al-Qaeda trong lúc chúng sắp đánh bom tự sát tại một tòa đại sứ. Bộ trưởng Nội vụ Mohammed Ibrahim không cho biết mục tiêu của nhóm Al-Qaeda này là tòa đại sứ nước nào và cũng không đề cập tới tên những người bị bắt, chỉ cho biết một trong những nghi phạm đã từng qua Pakistan và Iran nhận huấn luyện và một người là thành viên Al-Qaeda ở Algeria. Tình hình an ninh của Ai Cập đã suy sụp sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ. Dân quân Hồi giáo đã tập trung hoạt động trên bán đảo Sinai. Bộ Nội vụ Ai Cập bị chỉ trích đã không thể phục hồi lại tình trạng an ninh và đã nặng tay với người biểu tình chống huynh đệ Hồi giáo. Trong tháng 8 năm ngoái, dân quân Hồi giáo đã tấn công một đồn biên phòng, làm 16 cảnh sát tử thương. Bộ trưởng Ibrahim cho biết những người bị bắt có liên hệ với tổ Nasiri, nhưng không cho biết rõ chi tiết về nhóm này. Những người bị bắt đã giữ tài liệu của AQIM và 10 kg aluminium nitrate dùng chế bom.